tầm 500 triệu mua xe cũ đời từ 2017 đổ lại đây. À, dễ nuôi như xe Nhật, xe Hàn nhưng mà chạy sướng như xe Đức, chỉ có thể là Ford EcoSport thôi. 2017 1.5 Titanium giá chỉ có 495 triệu, gầm cao, thiết kế thể thao nam tính, quả lốp dự phòng treo trên cốp không lẫn vào đâu được, hàng ghế sau cũng khá thoải mái dành cho anh em nào cao dưới 1m75. Vô lăng trợ lực điện siêu nhẹ nhưng mang lại cảm giác lái cực thích, đầm chắc êm ái, tiện nghi rất nhiều, cửa sổ trời, màn hình Android nâng cấp thêm, điều hòa siêu mát và chìa khóa thông minh. Tính năng an toàn tuyệt vời với 1, 2, 3, 4, 5, 6 túi khí. Nhắn tin để trong DM, có phim thì sao vì em, đóng 10 giờ PM, thì em thích có gì em, hợp âm anh thích là gì em, xem thích là PM, thì em thích là gì em, cho em một cà phạm, penthouse Chandala, nếu mà ngoan em sẽ bị thương. Nguyễn Nghĩa, Beautiful Car, mang xe đẹp đến mọi nhà.